Mình tên là Nguyễn Hoài Nhân, đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, là học viên của lớp môn đồ hóa khóa 2. Qua khóa học, mình đã nhận được rất nhiều sự tăng trưởng về thuộc linh nhờ học và sâu chuỗi những sự kiện trong sáng thế ký. Mình đã có cái nhìn tổng quan về sự sáng tạo cũng như hành trình ra khỏi Ai Cập để ứng nghiệm qua đời sống của cơ đốc nhân. Chúa luôn là đấng thành tín, Ngài luôn có kế hoạch để thử thách, giải cứu và phục hồi. Là một cơ đốc nhân, cần phải hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời để chúng ta bước đi và không bị chật mục tiêu. Hãy lắng nghe lời phán của Chúa qua việc cầu nguyện và học lời Chúa. Ngài luôn có kế hoạch cho cuộc đời của bạn. Nếu đời sống của bạn đang khô hạn hoặc bạn đang có khát khao hồn về Chúa, hãy tham gia khóa học môn đồ hóa tiếp theo. Đây sẽ là nơi tiếp thêm lửa cho bạn. Xin Chúa ở cùng bạn.